Dr. Nguyễn Anh Tuấn, giải pháp tối ưu cho người béo. Sau phẫu thuật thì tôi cần làm gì để có thể giảm cân hay là cân nặng sẽ tự giảm theo thời gian? Sau phương pháp thu nhỏ dạ dày giảm béo thì các bạn hoàn toàn chủ động được cái 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 khối lượng thức ăn ăn vào và các bạn sẽ giảm đi tới 70 đến 80% khối lượng thức ăn ăn vào. Nghiêm nhiên khi các bạn giảm ăn nó sẽ giảm cân. Tuy nhiên để mà đạt được cái tốc độ giảm cân tối ưu và để cho các bạn thực sự khỏe mạnh thì chúng tôi khuyến cáo là các bạn nên kết hợp với việc tập thể dục tập thể dục là thực sự cần thiết để giúp cho các bạn cải thiện được cái sức khỏe chung của mình đặc biệt là giải quyết được cái sức khỏe tinh thần của các bạn khi tập thể dục các bạn sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái hơn cân nặng sẽ giảm sút khiến cho các bạn cảm thấy mình rất là nhiều hy vọng và hầu hết bệnh nhân của chúng tôi đều hết sức hăng say tập luyện và đặc biệt khi các bạn đã giảm được một cái khối lượng cân nặng nhất định trước đây vì các bạn rất muốn tập luyện nhưng mà vì khối lượng cơ thể nặng quá các bạn tập luyện nó không tập nổi các bạn rất là mệt, các bạn rất là đau khớp, thì nay khối lượng cân nặng giảm xuống một chút rồi, đấy là nguồn cảm hứng, nguồn động viên cho các bạn để các bạn tập luyện và các bạn nên chọn những cái bài tập theo hướng dẫn của chúng tôi để cho nó cũng không ảnh hưởng đến xương khớp của các bạn và cái hiệu quả cao nhất và có quá trình giảm cân nó cũng đạt được tối ưu. Ừ. dr Nguyễn Anh Tuấn, giải pháp tối ưu cho người béo.